Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Một lần đi dạo trên phố, thanh niên bất ngờ thấy hàng bà cụ ven đường đông nghịt khách. Quá tò mò, anh quyết định lại gần xem thử xem bà cụ bán gì mà lại đông khách đến vậy. Cứ ngỡ là một mặt hàng mới nào đó, nhưng ai ngờ bà cụ lại chỉ bán một thứ duy nhất, đó là trứng luộc. Tuy nhiên, trứng luộc ở đây khác hoàn toàn các quán bình thường khác. Nó có màu vàng rượm đặc trưng và một mùi hương rất khó diễn tả. Khi hỏi bà cụ, anh chàng suýt ngất tại chỗ khi biết đây là trứng luộc nước tiểu. Nhiều người cho rằng trứng luộc nước tiểu rất tốt cho sức khỏe. Do đó, dù nghe và có mùi hơi lạ, nhưng món ăn này vẫn hút rất nhiều người. Đặc biệt, người ta sẽ thu gom nước tiểu trẻ em để luộc mới mang lại giá trị cao nhất. Đặc biệt vào năm nay, những đầu bếp truyền thống Trung Hoa còn có dự định giới thiệu món ăn này cho toàn thế giới trong dịp lễ phục sinh. Với sự tự tin nhất định, những đầu bếp đến từ tỉnh Chiết Giang cho rằng những quả trứng năm nay có tiêu chuẩn cao đặc biệt. Dù chế biến bằng phương pháp khiến nhiều người ngoại quốc e ngại, nhưng hương vị cùng tác dụng của chúng là tuyệt vời. Một đầu bếp địa phương cho biết, hàng ngày ông đều tới lấy nước tiểu ở các trường học. Trẻ em được hướng dẫn đi tiểu vào xô và được lấy tươi mỗi ngày. Chỉ có nước tiểu bé trai được sử dụng, đặc biệt tốt hơn cả là của những cậu bé dưới 10 tuổi. Không có lời giải cho thắc mắc tại sao phải là nước tiểu bé trai, chỉ biết rằng phương pháp nấu ăn có phần kỳ dị này đã có từ nhiều thế kỷ qua ở nơi đây. Tại thành phố Đông Giang, hầu như mỗi gia đình đều ăn trứng luộc nước tiểu trong mỗi bữa ăn. Món ăn này được vô cùng yêu thích vì người dân cho rằng chúng tươi ngon và có vị mặn tự nhiên. Tuy nhiên, một số chuyên gia y tế Trung Quốc đã công khai bày tỏ lo ngại về vấn đề vệ sinh trong việc dùng nước tiểu để luộc trứng. Nhưng dù thế nào đi nữa, đây cũng là món ăn đi theo lịch sử cả ngàn năm và là một phần trong di sản ẩm thực độc đáo của Trung Hoa. Trứng gà là một trong những loại thực phẩm giàu dinh dưỡng do chứa nhiều chất có lợi cho sức khỏe như protein, canxi và sắt. Chính vì vậy, không ít người chọn trứng gà để làm bữa sáng và bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng. Gần đây, một người đàn ông Trung Quốc đã chia sẻ hình ảnh bữa sáng của gia đình mình lên mạng và thu hút được sự chú ý của mọi người. Người này cho biết, hàng ngày vợ anh vẫn dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, không quên luộc thêm vài quả trứng để bổ sung thêm năng lượng. Sẽ không có gì đáng nói nếu như một ngày nọ, anh cùng con gái không bóc vỏ trứng ra và phát hiện điều bất thường. Bên trong mọi quả trứng đều biến thành màu xanh lá cây khác lạ. Họ đã rất hoảng hốt và nghĩ rằng người vợ đã mua phải những quả trứng hỏng, kém chất lượng. Người đàn ông đã hỏi vợ của anh và câu trả lời càng khiến anh bất ngờ hơn nữa. Vợ anh cho biết những quả trứng không những không bị hỏng mà còn rất ngon. Thực ra người vợ muốn đổi món cho cả nhà nên mới làm như vậy. Cô giữ lại vỏ trứng luộc của những lần trước, rửa sạch rồi dùng để làm khuôn. Phần nhân bên trong, cô trộn hỗn hợp trứng gà, bột baking soda, muối và màu làm từ nước lá, rồi sau đó khéo léo đổ vào khuôn trứng gà. Tiếp đó, cô đặt những quả trứng vào nồi rồi hấp chín. Thành phẩm tạo thành đã khiến mọi người hiểu lầm là chúng bị hỏng, nhưng thực ra lại là một món dễ ăn, thích hợp để thưởng thức vào buổi sáng. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!